Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến. Đầu xuân năm mới, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tự tôn tài trí được vinh hoa, công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay Giáp Thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý cô bác anh chị, đó chính là tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, được bề trên ban cho lộc lớn, tránh họa đắc phúc, làm ăn trúng lớn, trúng số đổi đời, vạn sự như ý, mọi sự đều may. Chấn động giới tiên tri hé lộ tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đúng tháng 1 âm lịch, được các tinh soi chiếu, sự nghiệp hanh thông, thành công rực rỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, đổi đời cực giàu. Quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta là chuỗi quá trình nhân quả, ở trong quá trình đó thì bất kể loài nào cũng không tách ra được quy luật nghiệp quả. Có người gặp nghiệp dữ mà báo ứng tới, đến lúc cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến tình hình từ xấu thành tốt là do đức năng của người đấy. Ngược lại cũng có người liên tiếp gặp may mắn, giàu sang phú quý, nhưng cuộc sống hàng ngày đã tạo nên nghiệp bất thiện, nên bất cứ lúc nào cũng gây vào nợ nần trắng tay, khổ cực trăm bề. Đức năng thắng số chính là như vậy. Sống có đức độ ắt thắng số phận nghiệt ngã do nghiệp tạo ra. Theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp chỉ ra rằng, đúng tháng 1 âm lịch con giáp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nội ngược dòng số phận của mình, khi được thần tài ban lộc, song lộc phúc tinh cao chiếu, quý nhân tề tựu dẫn đường, mà ban cho nhiều vận may vô cùng, trúng số độc đắc, giàu có ú ụ, tiền bạc ào ào kéo đến như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả, nợ nần nghèo khổ cả một đời, đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu xe xịn, an nhàn sung túc khiến người người kính nể. Vậy, để biết được vận trình cụ thể tháng 1 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào, con giáp này cần phải làm gì để sớm nhận được những may mắn đó, thì ngay sau đây là luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý vị chú ý theo dõi nhé! Quý vị thân mến, khi về già, có người sống những tháng năm vui vẻ, có người lại u uất muộn phiền. Tổng kết lại thì không gì ngoài việc bạn đã chuẩn bị con đường lui bước tốt đẹp cho mình chưa? Sau đây là năm gợi ý thú vị giúp bạn luôn thành thơi khi tuổi tác xế chiều. Con đường thứ nhất, có một thân thể mạnh khỏe. Điều này quan trọng nhất, bất kể có tiền hay không, khi có một thân thể mạnh khỏe thì đã có những năm tuổi già hạnh phúc. Có thân thể mạnh khỏe sẽ không gây thêm phiền phức cho con cháu, có thân thể mạnh khỏe sẽ không đem tiền tặng cho bệnh viện. Có thân thể mạnh khỏe thì bản thân mới có niềm vui, thế nên bất kể lúc nào, có thân thể mạnh khỏe mới là con đường lui tốt đẹp nhất đời người. Khi bạn có tuổi càng cần chú ý, cái gì cũng của người khác, chỉ thân thể mới là của mình, đó là cái mình phải đem đi. Ở trong nhà không bằng hoạt động, bình thường cần chú ý những thông tin mà thân thể biểu lộ, đối với thân thể nhất định phải chăm chút, định kỳ kiểm tra sức khỏe, chớ tự làm khó mình, cần xem nhẹ tất cả, tâm tĩnh lại rồi thì bệnh tật sẽ tránh xa. Con đường thứ hai, bên mình có người dìu bước. Đó chính là người chung gối, là bạn đời, có tuổi rồi, có bạn đời bầu bạn mới là phúc. Dân gian thường nói, con cháu đầy nhà cười ha hả, chẳng bằng một người bạn già bên thân, hay như câu, con chăm cha không bằng bà chăm ông, đây không phải thứ tình cảm oai nghiệt hoành tráng gì, chỉ là cùng trò chuyện, bình thản, nhẹ nhàng, đó mới khiến trái tim xúc động nhất, có người bạn đời biết yêu, biết thương, đó mới là con đường tốt nhất. Con đường thứ ba, cuộc sống cần có quy luật. Con người có tuổi nhất định phải sống có quy luật, nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi, ngủ nghê, cần phải có thời gian của mình. Bởi vì các linh kiện trên thân mình đều đã lão hóa, chẳng thể chịu nổi sức tàn phá của bất quy luật, ăn uống không được chè chén thỏa thê, chưa nhất định cần ngủ, với bạn già khiêu vũ chơi bài cũng cần có mức độ. Kết giao bạn bè là rất quan trọng, người có tuổi cũng nên có nhóm của mình, chớ khép kín mình, nhưng kết giao nhất định phải cẩn thận, chớ kết giao với người có lòng dạ hẹp hòi, nên tìm người tuổi tác tương đồng, cơ ngộ tương tự, có cùng niềm vui sở thích để cùng chia sẻ,
có thể giúp nhau giải buồn phiền, như vậy niềm vui cũng đủ rồi. Con đường thứ tư, dành đủ tiền chi tiêu cho mình. Việc này rất quan trọng, chớ đem hết tiền cho con cháu, có tiền rất quan trọng, nếu xảy ra bất trắc gì thì đã có đủ tiền xử lý, khi có việc cần dùng đến tiền, tự mình lấy ra. Không phải ngửa tay xin con cháu, có tiền ra ngoài, đáng tiêu thì tiêu, đi du lịch một chuyến, mua bộ quần áo đẹp, khi tâm tình vui vẻ thì mới cảm thấy được đã không cô phụ bao năm tháng đã qua. Con đường thứ năm, một trái tim vui vẻ. Con cháu đều bận rộn, chúng ta chớ làm phiền chúng ta nghỉ hưu rồi, nhất định phải tìm niềm vui của riêng mình, tuổi tác này là quý báu nhất, do đó cần hưởng thụ cuộc sống, hát ca, nhảy múa, du lịch, dạo chơi, thăm thú, xem còn có những phong cảnh đẹp nào mà mình chưa xem, nếu điều kiện cho phép thì hãy đi thực hiện, nhất định cần trân quý quãng thời gian cuối cùng. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Trời sinh người tuổi Tuất là những người vô cùng đáng tin cậy, họ thường là người có chuyên môn cao, luôn quan tâm đến trách nhiệm của mình. Ngoài ra, mẫu người này dường như không bao giờ có ý định làm điều gì xấu với người khác, họ làm mọi thứ rất nghiêm túc. Riêng về việc tiền bạc, người tuổi Tuất luôn tính toán cẩn thận, họ không muốn lãng phí chỉ vì sự thiếu hiểu biết của mình. Điều đó không có nghĩa họ là những kẻ keo kiệt, ngược lại, họ khá hào phóng và thích giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, tính cách tuổi Thất có phần bảo thủ, ngại nhờ người khác giúp đỡ vì họ sợ đó là sự lợi dụng. Nếu họ bớt cứng nhắc đi và suy nghĩ rằng cùng giúp nhau vươn lên thì cuộc sống của họ sẽ nhẹ nhàng hơn. Những người này rất hay lo lắng, suy nghĩ ra mọi tình huống có thể xảy ra trong một sự việc và quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Đôi khi họ tự đưa mình vào rắc rối mà không thể thoát ra và khi đó rất cần một ai đó giúp sức. Người tuổi Tuất thường có tinh thần trách nhiệm cao, khá phù hợp công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chỉn chu, họ thường tỏ ra xuất sắc trong công việc của mình. Phần lớn nguyên nhân khiến họ chỉ có thể đi được một nửa trên con đường dẫn tới thành công là vì họ thường rất nhường nhịn trong mọi chuyện, nếu đồng nghiệp hay ỷ lại, dựa dẫm vào họ. Họ cũng sẽ không hề nói gì mà chỉ lặng lẽ hoàn thành những việc mình cần phải làm. Điều này không những khiến họ thấy mệt mỏi mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt tới công việc. Nếu là nhân viên, họ cũng luôn cố gắng để làm việc một cách tốt nhất. Họ có rất nhiều ưu điểm như có tài ăn nói, tính cách hào phóng, không bao giờ giở trò láo cá, khôn vặt. Nếu là người chủ, họ thường phân chia công việc dựa theo đặc điểm của từng nhân viên và quyết định số tiền thưởng dựa trên thành tích mà nhân viên đó đạt được. Sự công bằng của họ được mọi người nể trọng. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 tháng 1 âm lịch. Theo luận giải tử vi 12 con giáp mới nhất dự đoán rằng, người tuổi Canh Tuất sẽ có một khởi đầu năm mới với nhiều điều tốt lành. Thời điểm tháng 1 năm 2024 âm lịch, tháng khởi đầu năm mới, là thời điểm có nhiều cát tinh hội tụ, cơ hội đến với bạn tới tấp. Chỉ là con giáp này biết nắm bắt và kiên trì tới cùng, thì việc gặt hái thành công nằm ngay trong tầm tay. Trước hết, nhờ có tam hợp xuất hiện phù trợ, công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, nghiệp phát triển rõ ràng, kể cả thi cử, học hành cũng dễ đạt được thành tích cao. Vừa ra Tết, khi mọi người vẫn còn nghỉ ngơi, ăn chơi, hưởng thụ, thì bạn đã có thể tập trung vào mục tiêu mà mình đã vạch ra từ trước đó. Đồng thời, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng sẽ giúp ích cho con giáp này rất nhiều trên con đường thăng tiến. Nguyệt lệnh lâm quan đới cũng là dấu hiệu chứng tỏ, chỉ cần bạn bỏ công bỏ sức làm việc thì ắt sẽ gặt hái được thành công. Tài lộc cũng chảy vào túi của con giáp này ồ ạt hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Trong và sau Tết, bạn nắm bắt được xu thế của thị trường, nên có những khoản đầu tư hoặc những cách mở rộng thị trường chính xác, bạn còn tạo được lòng tin với khách hàng, khiến ai mua rồi cũng muốn quay lại. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Canh Tuất âm lịch thấy rằng, với người làm công ăn lương, thành tích tốt trong công việc giúp bạn nhận được nhiều tiền thưởng nóng và những lời tán dương, cấp trên không ngại thưởng cho một nhân viên tốt như bản mệnh. Phương diện tình cảm nhìn chung hài hòa, ấm áp, người độc thân có thể gây ấn tượng tốt với người khác giới nhờ những thành tích tốt trong công việc, cũng như phong thái tự tin, nhiệt tình, bạn đi đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Với người đã lập gia đình, bạn có thể quá tập trung cho sự nghiệp nên đôi khi ít dành thời gian cho gia đình, nhưng may mà người ấy luôn thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 tháng 1 âm lịch. Theo tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Canh Tuất âm lịch dự đoán, ngay vào thời điểm đầu năm mới, sự nghiệp của con giáp này đã có những bước tiến đáng kể, dù làm trong lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng có cơ hội gặt hái được thành công, cốt là bạn cố gắng hết sức, không ngại làm việc khi mọi người xung quanh vẫn còn ham vui chơi do ảnh hưởng của dư âm Tết.
Bản mệnh là người tài năng, có kinh nghiệm phong phú trong công việc, bạn nên nhiệt tình nhận những nhiệm vụ khó và phát huy hết tài năng của mình, chắc hẳn bạn sẽ gây ấn tượng được với cấp trên. Chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, tất nhiên, trong quá trình làm việc khó tránh khỏi khó khăn, nhưng bạn đừng vì thế mà chán nản, bỏ cuộc, hãy coi đó là thử thách để rèn luyện và chứng minh bản thân. Lại thêm nguyệt lệnh lâm quan đới phù trợ, người làm lãnh đạo thường nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới. Bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể dẫn dắt mọi người vượt qua được khó khăn, truyền động lực để cả tập thể cùng tiến bộ, vươn lên. Tuy nhiên, bạn nên lắng nghe cấp dưới của mình nhiều hơn, không nên quá độc đoán, chuyên quyền, gây áp lực không đáng có cho người khác. Dù đầu năm là khoảng thời gian tốt lành để bản mệnh phát triển sự nghiệp, nhưng không ai có thể gặp được thuận lợi mọi bề. Ngũ quỷ hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cho thấy kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập nhằm lúc bạn chủ quan, lơ là để tìm cách gây khó dễ hoặc cướp công của bạn, khiến công việc đôi khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Bạn không nên lấy đó làm muộn phiền, bất an, lo lắng. Chỉ cần nhắc nhở bản thân tập trung vào nhiệm vụ, tránh tham gia vào các vụ thị phi, tranh chấp thì đâu khác có đó, không ai có thể phủ nhận thành tích của bạn. Xét phương diện tài lộc tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tháng 1 âm lịch. Có thể coi tháng 1 âm lịch này là thời điểm hốt vàng hốt bạc của người tuổi Canh Tuất, báo hiệu một năm mới với nhiều điều may mắn, thịnh vượng. Bạn có thể bắt vào guồng quay nhanh chóng, tìm ra xu thế của thị trường, nên có cơ hội vượt lên trên đối thủ, khẳng định vị thế của bản thân. Cục diện tam hợp đem tới những tác động tích cực cho chuyện làm ăn, người làm đầu tư, kinh doanh, có thể nhân cơ hội này để mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng với đối tác. Thời điểm này, bạn có thể làm quen được với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng, đối phương không những muốn hợp tác lâu dài với bạn, mà còn sẵn lòng giới thiệu thêm cho bạn những mối khách hàng mới, người làm ăn buôn bán nắm bắt được nhu cầu chi tiêu, mua sắm của thị trường trước và sau Tết, nên có thể đưa ra những mặt hàng phù hợp với giá cả hợp lý, khiến đơn hàng đổ về tới tấp, dù có thể bạn sẽ vất vả một chút, song túi tiền của bạn ắt sẽ được rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, những thành tích xuất sắc bạn gặt hái được ngay vào thời điểm đi làm sau Tết có thể khiến lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc. Bạn có thể nhận những nhiệm vụ khó ngay cả khi mọi người xung quanh đều e ngại. Nếu hoàn thành xuất sắc, sẽ được chạm tay vào cơ hội thưởng nóng, thậm chí là thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý đến sự ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh. Bạn chớ nên quá nóng vội trong việc làm giàu, vì như vậy dễ rơi vào cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn. Hãy phân tích hai mặt lợi và hại của công việc thật rõ ràng trước khi quyết định có bắt tay vào đầu tư, kinh doanh hay không. Xét phương diện tình duyên tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tháng 1 âm lịch. Nhìn chung người tuổi Canh Tuất có con đường tình duyên hanh thông, bằng phẳng trong thời điểm tháng 1 năm 2024 âm lịch này. Dù là người độc thân hay đã tìm được nửa kia của mình, bạn cũng được tận hưởng niềm hạnh phúc đáng quý. Người độc thân có thể nhân cơ hội đầu năm để giao lưu, gặp gỡ với những đối tượng khác nhau khi được người thân hoặc bè bạn giới thiệu cho người này người khác. Bạn cũng nên nhiệt tình chấp nhận, có thể thông qua quá trình trò chuyện, bạn sẽ tìm được người phù hợp với những tiêu chuẩn mà mình đã đặt ra. Sự tài giỏi, năng nổ, nhiệt tình của bạn cũng là yếu tố gây ấn tượng sâu sắc với người khác giới. Bạn đi đến đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Hãy tự tin thể hiện cái chất riêng của mình, hẳn sẽ có rất nhiều vệ tinh xuất hiện xung quanh bạn đấy. Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa vợ chồng bạn nhìn chung tiến triển tốt đẹp. Bạn và người ấy đều biết bao dung và nhường nhịn nhau, nên bầu không khí trong gia đình vào năm mới luôn hài hòa và ấm áp. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Canh Tuất âm lịch cho rằng, hai người có thể cùng nhau làm các công việc nhà, đi du xuân và thăm hỏi họ hàng, vì việc làm ấy có thể gắn kết tình cảm đôi bên, tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ. Đôi khi mâu thuẫn có thể nổ ra giữa hai bên nhưng không đáng kể, thậm chí trải qua hiểu nhầm, hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Xét phương diện sức khỏe tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 tháng 1 âm lịch. Theo tử vi học 12 con giáp có chỉ ra rằng, trong tháng đầu năm tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Tuất nhìn chung là ổn định, bạn không đau ốm, bệnh tật nhiều nên tinh thần luôn hăng hái, nhiệt tình, sẵn sàng tập trung cho công việc hoặc gặp gỡ bạn bè, đối tác, mở rộng mạng lưới quan hệ. Tuy nhiên, bạn cần hạn chế các hoạt động vui chơi, tụ tập vì nguy cơ bệnh dịch vẫn luôn tiềm ẩn. Bạn cũng nên sinh hoạt khoa học hơn, tránh ăn các món quá nhiều dầu mỡ hoặc quá cay nóng, gây ảnh hưởng đến dạ dày. Dưới tác động của hung tinh thiên nguyệt, bản mệnh đừng vì những khó khăn không tránh khỏi trong công việc mà nảy sinh suy nghĩ muộn phiền, bi quan, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Nếu gặp chuyện khó giải quyết, hãy tâm sự với người thân hoặc người giàu kinh nghiệm hơn mình.
Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Xem tử vi tuần 1, tháng 1 âm lịch năm 2024. Theo tử vi 12 con giáp nhận định, tuần đầu tiên của tháng 1 âm lịch là thời điểm mà người tuổi Canh Tuất gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Bạn được cả chính ấn và chính quan giang tay che chở, nên tránh được khá nhiều vận hạn. Mặc dù hung vận bao trùm lên vận trình của con giáp này trong cả tuần, nhưng điểm sáng chính là những thành quả mà bạn có được trong công việc của mình. Sự quyết đoán và tinh thần trách nhiệm giúp bạn chống đỡ lại những cơn giông gió, cũng không bị kẻ tiểu nhân do thiên quan dẫn lối che mắt mà vẫn đủ tỉnh táo để đi tới cuối con đường và đạt được những mục tiêu đề ra từ đầu. Bạn cũng có khả năng lãnh đạo, thuyết phục được mọi người cùng chung sức tiến bước với mình, khiến cho sức mạnh cá nhân được tiếp thêm hào khí từ sức mạnh tập thể. Vận trình tài lộc không được ổn định cho lắm, thăng trầm lên xuống liên tục, cơ may kiếm tiền vẫn có, tiền vào túi cũng không phải là ít, nhưng lại bị kiếp tài mang theo những rủi ro trong kinh doanh, khiến cho chuyện làm ăn gặp phải nhiều trở ngại, hao tài tốn của. Nếu có thể bình tĩnh và tìm được cách giải quyết kịp thời, thì vẫn có thể cứu vãn được. Chuyện tình cảm không được như ý khiến cho bản mệnh không khỏi buồn phiền, bạch hổ hung tinh cũng mang tới những điềm báo về tai họa, họa huyết quang. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, tình cảm không thuận duyên thì chờ duyên phận tới, chớ nên lo nghĩ quá nhiều, đi đường nên tập trung chú ý, cẩn thận kẻo lơ là mất tập trung mà gây ra tai nạn. Quý nhân, Dậu, Mão, tiểu nhân, Thìn, Mùi, màu sắc may mắn, vàng, đen, con số phát tài, 35, 68, 90. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch năm 2024. Đầu tuần công việc của người tuổi Canh Tuất diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Xem tử vi, chính quan đang trợ cho con giáp này trên con đường sự nghiệp. Những kế hoạch bạn đưa ra được cấp trên đánh giá cao và tin tưởng rằng bạn có thể thành công, không tránh khỏi có những khó khăn cản trở. Song trên hết, bạn biết mình phải có trách nhiệm với công việc và cố gắng hết sức mình, trời chẳng phụ lòng người, cuối cùng bạn cũng giành được phần thắng về mình. Điềm cát lành bao phủ lên tử vi tuần mới của con giáp này, đường tài lộc cũng khá sáng khi mà tài tinh đang soi chiếu, xóa tan những mây đen đeo bám, quý nhân chỉ lối dẫn đường, hóa giải mọi điều hung hiểm, giúp cho bản mệnh nhẹ bước lên mây, tiền bạc đầy tay, đủ để chi tiêu, cũng đủ để tiết kiệm một khoản dùng cho những công việc cấp bách xảy ra bất ngờ. Ngay cả vận trình tình cảm của người tuổi Canh Tuất cũng khởi sắc mạnh mẽ, đào hoa nở rộ, người độc thân có thể sẽ gặp được tình yêu của đời mình một cách khá tình cờ. Bạn không mấy tin vào chuyện tình duyên mà cho rằng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, chỉ cần chúng ta chủ động mà thôi. Chính vì thế mà bạn sẵn sàng tấn công đối phương. Chỉ cần có cảm tình là mọi sự đều có thể, bạn tin rằng tình cảm chân thành của mình sẽ lay động được trái tim người ấy. Với những người đã có đôi có cặp, sẽ có đôi chút sóng gió xảy ra, song đó chỉ là thử thách mà ông trời đặt ra để tôi luyện ý chí của lứa đôi, giúp cho hai bạn hiểu nhau nhiều hơn. Tình cảm ngày càng thêm nồng nàn, đôi lứa bên nhau không rời, bạn biết rằng mình đã tìm được định mệnh của cuộc đời, biết ơn vì mình đã gặp được người mà có thể chia sẻ buồn vui trong suốt cuộc đời này. Quý nhân, Ý, Dậu, tiểu nhân, Tỵ, Ngọ, màu sắc may mắn, trắng, đỏ, con số phát tài, 22, 66, 78. Tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch năm 2024. Tử vi phương Đông báo hiệu, một tuần với nhiều niềm vui sắp tới với người tuổi Canh Tuất, chuyện tình duyên vô cùng thuận lợi nên bản mệnh càng thêm phơi phới về tinh thần. Người ấy thấu hiểu và chia sẻ với bạn nhiều chuyện là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Tình yêu rào rạt khiến bạn luôn muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người ấy, chỉ muốn người ấy vui cười chẳng chút lắng lo. Có điều trong tuần này bản mệnh khá vất vả trong công việc, dịch mã chiếu mệnh, báo hiệu một tuần với nhiều chuyện cần phải chủ động, xông xáo thì mới có thể thành công. Có thể nói là thành công đến không chút dễ dàng, nhưng có thế bạn mới càng thêm trân trọng, càng thấy rằng những vất vả mà mình phải chịu đựng là xứng đáng. Đường công danh sự nghiệp có điểm khởi sắc, nhưng bản mệnh cũng cần phải chú ý đề phòng bởi thiên quan vẫn đang rình rập, tìm thời cơ để tranh tài đoạt lợi, khiến cho bạn mất đi uy tín của mình. Trong mọi trường hợp, phải giữ được bình tĩnh, tránh kích động, bốc đồng, sốc nổi, chỉ mang tới những sai lầm khó lòng cứu vãn, đừng để mình bị sập bẫy kẻ xấu xa. Cũng nhờ những cố gắng trong công việc mà đường tài lộc của con giáp này khá sáng, càng khó khăn bao nhiêu thì tiền bạc đổ về túi lại càng nhiều. Bạn có thêm nhiều cơ hội để tăng thêm tài lộc cho bản thân mình, bạn hoạt bát và năng động. Đây là điều bạn cần phải tiếp tục phát huy để có được thêm nhiều cơ hội phát triển hơn nữa trong tương lai. Quý nhân, Mão, Dần, tiểu nhân, Thân, Thìn, màu sắc may mắn, xanh lá, trắng, con số phát tài, 10,
57-72. Tử vi tuần 4, tháng 1 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần cuối cùng của tháng 1 âm lịch cho thấy, người tuổi Canh Tuất gặt hái được rất nhiều thành công về tài lộc, cả chính tài và thực thần cùng xuất hiện, báo hiệu một tuần thu hoạch rủng rỉnh tiền bạc, cả với những người làm công ăn lương lẫn những người theo nghiệp kinh. Doanh có rất nhiều cơ hội mà bạn nắm bắt được trong tầm tay, lại được thêm quý nhân nâng đỡ, nên mọi sự càng thêm suôn sẻ, cát lành, dường như không gì có thể cản trở được vận tài lộc đang tăng tiến không ngừng của con giáp này. Bản mệnh gặt hái được khá nhiều thành quả trên con đường sự nghiệp, những công sức mà bạn phải bỏ ra cuối cùng cũng mang lại hoa trái ngọt lành. Ấn quan hợp lực, bạn thể hiện được năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và giao phó cho nhiều trọng trách. Bạn có thể sẽ phải chịu khá nhiều vất vả, nhưng đó chính là những thử thách mà bạn phải vượt qua nếu muốn có được những gì như trong mơ. Cũng may rằng, tà phù cát tinh đang ở bên che chở và nâng đỡ, nên bản mệnh không đến mức quá bi đát, mọi sự vẫn còn có cơ hội để cứu vãn. Chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh, đừng để bản thân buông xuôi theo những điều đen đủi mà mình đang gặp phải. Cái nhìn bi quan, tiêu cực sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của chúng ta, khiến cho chúng ta chưa lâm trận đã vội gác kiếm dương cờ trắng đầu hàng. Về đường tình duyên, có lẽ người tuổi Canh Tuất nên giảm bớt cảm xúc của mình xuống một chút, vận đào hoa của bạn đang có phần ảm đạm, bạn đặt quá nhiều tình cảm vào trong mối quan hệ, nhưng lại không biết cách kiểm soát bản thân để cho tình cảm dâng trào, dễ khiến cho đối phương cảm thấy ngộp thở vì bị ràng buộc, vì không còn không gian riêng để làm những điều mình muốn. Quý nhân, Hợi, Dần, Tiểu Nhân, Mùi, Sửu, màu sắc may mắn, trắng, cam, con số phát tài, 16, 76, 25. Thưa quý anh chị tuổi Canh Tuất 1970 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí. May mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Canh Tuất nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Canh Tuất. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Canh Tuất nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Canh Tuất trong năm Giáp Thìn 2024 là Canh Tý 1960, khá, Mậu Thân 1968, khá, Kỷ Dậu 1969, khá, Canh Ngọ 1990, khá, Mậu Dần 1998, khá, Kỷ Mão 1999, khá, Đinh Hợi 1947, khá, Đinh Tị 1977, khá, Nhâm Tý 1972, trung bình, Nhâm Ngọ 2002, trung bình. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Canh Tuất trong năm Giáp Thìn 2024 là Tân Hợi 1971, xấu, Đinh Dậu 1957, xấu, Quý Tỵ 1953, xấu, Nhâm Tuất 1982, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Đinh Mão 1987, xấu, Tân Tỵ 2001, xấu, Đinh Mùi 1967, xấu, Mậu Tuất 1958, xấu, Nhâm Thìn 1952, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành.
Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn.
Quý vị thân mến, có sức khỏe là có tất cả, vì thế chớ nên có bệnh mới chữa, vì chiếc giường bệnh là giường đắt nhất. Hãy duy trì cho cơ thể dẻo dai, mạnh khỏe, để bạn không bao giờ phải cần tới giường bệnh nhé. Trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện Không tin lời thầy thuốc nên bệnh nặng. Chuyện kể lại rằng, Biển Thước là thầy thuốc nổi tiếng bằng việc bắt mạch chẩn đoán, nhưng thực ra ông có thể nhìn thấu được thân thể người và nhìn xuyên qua tường mà thấy được người hay vật. Có lần sang nhà bạn chơi, Biển Thước đã nhìn được chỗ có bệnh trên thân thể của Tề Hoàn Hầu, thế nhưng Tề Hoàn Hầu lại không tin vì ông không thấy trên thân mình có chỗ nào khó chịu, đau đớn, cơ thể vẫn rất bình thường, nên cho rằng mình khỏe mạnh. Hoàn Hầu bị bệnh từ bên trong, chỉ là chưa thoát ra ngoài mà thôi, có thể thấy được những chỗ chữa bệnh, tức trên thân thể đã có chỗ bệnh biến rồi, chỉ là chưa phát bệnh, Biển Thước nói. Ngài có bệnh ở da, không chữa bệnh sẽ thêm nặng, Hoàn Hầu khẳng định mình vẫn khỏe, thậm chí khi bạn đi khỏi, ông cho rằng Biển Thước hám lợi nên mới nói ông bệnh để kể công. Biển Thước vài ngày sau gặp Hoàn Hầu và nhắc nhở, ngài không chữa bệnh đang ở trong máu mình thì sẽ rất nặng. Hoàn Hầu tiếp tục không tin và phủ nhận. Sau đó vài ngày, Biển Thước liền bỏ chạy khi gặp Hoàn Hầu, sai người hỏi nguyên do. Biển Thước nói Hoàn Hầu bị bệnh ở da, dùng thuốc chườm còn kịp, nhưng khi vào đến mạch máu, dùng kim châm còn kịp, nay bệnh đã vào đến xương tủy, thần không xin được chữa nữa. Vài ngày sau, Hoàn Hầu bị bệnh nặng và muốn mời Biển Thước tới chạy chữa, nhưng ông đã trốn đi. Không lâu sau đó, Hoàn Hầu qua đời vì bệnh quá nặng. Chớ nên có bệnh mới chữa, y học hiện đại phát triển mạnh mẽ, với lực lượng bác sĩ hùng hậu, khiến chúng ta chủ quan cho rằng, cứ bệnh thì gặp bác sĩ là khỏi bệnh, quá nhờ dựa vào bác sĩ, mà chúng ta quên rằng, bác sĩ giỏi nhất trên thế gian này đó là chính bạn. Phòng bệnh luôn hơn chữa bệnh, và các bác sĩ chỉ giúp bạn chữa bệnh phát ra ngoài, đến khi bệnh nặng tìm bác sĩ, thì chúng ta chẳng thể chữa bệnh tận gốc, nhất là những bệnh do tâm lý gây ra. Vì thế, đúng ra bác sĩ phải là người giúp chúng ta có chế độ ăn uống, tập luyện, ngủ nghỉ phù hợp để phòng chữa bệnh còn quan trọng hơn cả việc chữa bệnh. Mọi sự trong cuộc đời này chỉ có phòng ngừa chu đáo, có biện pháp chuẩn bị trước mới có thể tránh được rủi ro, đừng để chuyện xảy ra rồi mới chữa thì đã quá muộn. Giống như một ngọn lửa nhỏ trong nhà, có thể dập ngay không sao, nhưng nếu để nó bùng cháy lên thì dù có dập được thì cũng nhiều đồ vật đã cháy thành than. Bệnh tật cũng vậy. Mới đầu chúng chỉ bắt đầu ở một điểm nào đó, sau đó mới lan ra khắp cơ thể, do đó việc chữa trị càng sớm càng tốt. Mà tốt hơn nữa là phòng ngừa ngay từ đầu, ta chẳng có cách nào để có thể chữa trị được bệnh khi nó còn chưa phát sinh. Nhưng theo Trung Y, ta có thể học cách người xưa để dưỡng tinh, khí, thần, để cơ thể luôn khỏe mạnh, cân bằng phòng tránh bệnh tật. Dưỡng tinh, cần phải chú ý dinh dưỡng và cân đối, cũng cần chú ý không tiêu tốn tinh lực vào những chi en như sắc dục, trụy lạc. Dưỡng khí, cách tốt nhất để dưỡng khí là học theo người xưa, làm việc gì cũng phải chú trọng tư thế, điều hòa hô hấp, ngày nay còn có những môn khí công. Dưỡng thần là cần phải coi trọng đạo đức, bắt đầu từ trong tâm của mỗi người, đối đãi chân thành và lương thiện với mọi người. Làm được ba điều này thì tâm thân đều khỏe mạnh, bệnh tật không xâm lấn, thế nên sống hướng thiện là bạn đã có thể tự chữa bệnh cho mình. Theo đó, chúng ta cần ăn uống có tiết chế, sinh sống có quy luật, sinh hoạt không quá lao lực, cho nên cơ thể và tinh thần đều khỏe mạnh. Ngày nay một số người uống rượu thay nước, hành vi phóng túng, chuyện phòng the quá độ, hao tổn tinh khí, không biết khống chế cảm xúc, vì vậy sống mấy chục năm đã suy yếu, khi còn tuổi trẻ mà đã bệnh tật quấn thân, thậm chí lìa đời. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.